Chào bạn, thầy làm cho bạn câu 1.2 được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại tỉnh Quảng Trị năm học 2022-2023. Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là NaCl, AlCl3, MgCl2, BaCO3. Chỉ dùng nước và các thiết bị cần thiết. Hãy viết phương trình, hãy trình bày cách nhận biết các chất trên và viết phương trình hóa học. Như vậy đây người ta cho chất bột màu trắng thì chúng ta sẽ dùng, đầu tiên chúng ta sẽ dùng nước, đúng không ạ? Để nhận biết, em ghi như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ hòa tan các chất trên vào nước. Hòa tan các chất trên vào nước. Thì đây chúng ta sẽ thu được hai nhóm. Thứ nhất là nhóm chứa các chất tan. Các chất tan ở đây là NaCl và AlCl3. Ở đây ta cho đây là nhóm 1. Tiếp, các chất không tan. Là MgCO3 và BaCO3. Đây là nhóm 2. Rồi tiếp. Bây giờ ở đây đề cho chúng ta phúc thử khá là hạn chế. Đúng không ạ? Bây giờ các chất tan trong một thì không vừa với nhau và các chất tan trong nhóm 2 không vừa với nhau. Như vậy chúng ta đã dùng nước xong này, thiết bị cần thiết ở đây là chúng ta có thể nung, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta là lấy các chất ở nhóm 2 đem nung đến khối lượng không đổi. Lấy nhóm 2 đem nung. Đến khối lượng không đổi. Khi đó là hai MgC3 và BaCO3 cả hai chất đều bị nung. Là Ba, BaO và CO2. Rồi, như vậy sau phản ứng số 1 và 2 á, thì chúng ta thu được hai chất rắn là MgO và BaO. Nha. Thu được hai chất rắn là MgO và BaO. Hai chất rắn này chúng ta sẽ hòa tan vào trong nước. Đem hòa tan vào trong nước. Cho nước dư đi ha, để cho nó tan hoàn toàn. Hòa tan vào nước dư. Được chưa? Đó, chất rắn nào tan là BaO, chất rắn không tan là MgO. Chất rắn tan là BaO. Cho ra nhận biết được BaCO3. Chất rắn không tan là MgO, suy ra nhận biết MgCO3. Phương trình như sau: BaO đi tới dùng với nước để tạo thành BaOH tất cả hai. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái dung dịch BaOH lần thu được sau phần 3 cho vào các chất ở nhóm 1.
cho vào có chắc ở nhóm 1. Được chưa? Thì chất nào tạo tủa và tủa tan trong pH hóa lần dư là AlCl3, không hiện tượng là NaCl. Đây, chất đầu tiên. Chúng ta nói theo thứ tự đi, không hiện tượng là NaCl. Yeah. Chất xuất hiện cái tủa và cái tủa tan dần là AlCl3. Cái đó chúng ta có hai phương trình nữa là xong. Theo đánh giá của thầy, đây là một câu hỏi không khó nhưng mà nó hơi lạ. Chúng ta phải từ từ xử lý thôi. BaOH 2 lần. Em đi tác dụng với AlCl3. Và đem biến thành BaCl2 cộng cho AlOH 3 lần. Đây là phương trình số 4. Cái BaOH 2 này đi tác dụng với AlOH 3 để tạo thành Ba AlO2 tất cả 2 cộng H2O. Đây là phương trình 5. Thì đây sẽ là bốn nước. Được chưa? Và theo đánh giá của thầy thì đây là câu hỏi 2 nha. Phương trình 4 cân bằng em ơi.